mai em sẽ rời tôi, còn nắng không đi rơi. Mênh mông đây là đâu, là miền vắng đêm sâu. Khi em quay mặt đi, lòng tôi thừa phiền đã sợ, chưa vỡ trong lạnh đau. Một viên eo thắm em hỏi tôi Vinh đã có tình yêu không? Em hỏi tôi Vinh đã có linh hồn không? Linh hồn tôi nay là đang sống khổ đau với tình yêu. Em hỏi tôi đã biết có sai xa rồi. Em hỏi tôi đã có nhiều buổi chiều. Em và tôi thiên đường mất rồi, trên lối về mình thôi bước ra đây. Em vô tình làm sao hồn tôi giờ này ôm nhau, trong đêm thao gọi tên lòng đàn vắng xa quê. Tôi hôm nay là hồn như một viên đá nặng, sáng năm như ngàn năm người cùng đã